Chào các bạn đã đến với kênh Nhật Minh TV. Hôm nay mình sẽ làm một cái hai con người quen đấu với nhau nhá. Đây mình đang làm rõ cái kiếm. Đây cái khiên chắn mình đã làm xong. Đây những đồ mình đang chuẩn bị. Đấy. Mình cắt như thế này. Đang công đoạn làm kiếm. Rồi sắp xong một kiếm rồi. Hai cái kiếm cơ. Rồi. Kiếm đẹp luôn. Đã xong một cái kiếm. Ôi, nhìn như con dao ấy. Nhìn như con dao các bạn này. Đấy. Cho 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 cho. Xong. Để cho mấy dụng cụ đi. Đây những cái cúc. Đó. Mình các bạn cùng đếm xem bao cái đấy nha. Đây mình là hiểu một cái 1 2 3 4 5 6 8 cái cúc và 4 cái que. 2 hộp, 1 hộp. Các bạn có thể này hộp, lấy hộp nhỏ mắt cũng được. Đây là hộp thuốc. Hộp nào cũng được, nhưng phải to như thế này nha. Đây con dao mình mới cắt xong. Đây cái khiên. Này, sắp xong cái kiếm nữa ơi. Giờ mình đi chơi. Mình các bạn đi chơi nhé. Okay. Mình các bạn đi chơi đây. Ở đây bố mình nằm sau. Chơi đá bóng vào 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 cái kiếm. Kiếm này. Ok rồi đấy. Để tiến thành làm thằng người nha. Ok.
đây là nó công đoạn. Đấy, nó công đoạn cắt. Giờ mình tắt máy quay đi, xong mình quay lần nữa để làm, để quay quá trình làm của cái này nhá.